việc chia sẻ cho anh chị cách tiết kiệm chi phí, tiết kiệm hàng chục triệu đồng cho anh chị nào đang ghép cốt pha cột, ghép cốt pha vách sử dụng tia ren tán chuồng như thế này anh chị nhé. Ok ạ. À. Đây là một bộ tia ren tán chuồng gồm một cây ti và hai con tán anh chị thường sử dụng. Em sẽ chia sẻ cho anh chị một cái cách thường được sử dụng nhiều nhất và hiệu quả nhất hiện nay để tiết kiệm chi phí, đó là hàng chữ T vào một đầu để cố định, còn một đầu kia vẫn sử dụng tán chuồng để siết như bình thường. Công tác chuẩn bị thì anh chị sử dụng bộ gông bằng sắt hộp 3x3 và hàn lại như trong video. Khi thi công thì chúng ta sử dụng hộp đã chuẩn bị để gông cột. Khoảng cách cho một cột cao từ 3m6 đến 4m là 4 cái gông anh chị nhé. Sử dụng tia ren đã hàn chữ T một đầu và tán chuồng để siết cột. Sau khi siết cột chắc chắn thì cuối cùng chúng ta sử dụng cây chống để cố định lại vị trí cột. Nếu anh chị còn cách nào khác tốt hơn hãy để lại bình luận bên dưới nhé.